Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức khám tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình các thương bệnh binh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thịnh Đức đã được các cán bộ bác sĩ khám nội khoa, ngoại khoa, tư vấn cách phòng tránh các bệnh về hô hấp, tim mạch, huyết áp và cấp phát thuốc miễn phí